chuyển cái phương pháp này thì người ta thấy nó có nhiều cách, có cái khả năng chữa bệnh rất tốt. Thí dụ như là một người mà béo phì chẳng hạn, thời hiện đại rất nhiều người béo phì thì nhìn ăn là nó tiêu hóa cái mỡ đi đầu tiên, cho nên sẽ mau chóng trở lại bình thường. Thậm chí nhìn ăn thì cơ thể nó lấy cái bộ phận này nó bù cho bộ phận khác để thực hiện quá trình cân bằng của cơ thể. Điều rất lý thú là cái người thiếu máu nhịn ăn có thể hồng cầu tăng lên, mỡ thì giảm đi, trong lượng giảm đi nhưng hồng cầu thì tăng lên. Những người không có khả năng sinh sản nhịn sau một đợt nhịn ăn có thể có con. Đây là cái điều rất kỳ lạ mà những người bình thường chỉ nghĩ là nhịn ăn nó chỉ giảm đi thôi chứ không tăng, thì thực sự là có những cái nó sẽ giảm đi rất rõ, nhưng có những cái tăng lên mà người ta bất ngờ. Có thể đây là lần đầu tiên các cô chú anh chị em tiếp nhận thông tin về phương pháp nhịn ăn, đa số sẽ thấy trái ngược với hiểu biết thông thường và không tin nổi, đó cũng là chuyện bình thường. Thực tế là điều chúng ta biết vốn luôn là rất ít so với bao điều chúng ta chưa biết. Vậy, mọi người đừng vội phán xét khi chưa thật hiểu, nhất là đừng nên phản ứng tiêu cực. Với một vấn đề mới, lần đầu tiếp nhận, chúng ta chỉ nên để biết chứ không thể kỳ vọng tin và hiểu ngay được. Còn muốn hiểu rõ, có cơ sở đầy đủ để tin thì cần có thời gian và một quá trình. Nghe, xem thường chỉ để biết, còn đọc sách vở, tài liệu, suy ngẫm và có thể cả trải nghiệm thực tế nữa mới thật hiểu. Hiểu rồi, thực hành, trải nghiệm, chứng kiến, có đủ cơ sở tốt thì mới có thể tin ạ. Mọi chi tiết cụ thể, cần thiết về phương pháp nhịn ăn chữa bệnh hay để thanh lọc cơ thể, phục hồi sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, cô chú anh chị em đọc trong sách Minh Triết Trong Ăn Uống của Phương Đông do tiến sĩ, lương y quốc gia Ngô Đức Vượng viết nhé.